Lời đầu tiên em xin gửi đến quý vị khán giả, các cô chú, các anh chị, các em nhỏ lời chào thân ái và trân trọng nhất. Bị bệnh gì đó? Quê bị đại vậy? Dạ. Quê bị cái gì? Kiến cắn hả? Cái gì bác? Kiến cắn hả? Thấy. Bác nói cái gì vậy bác? Kiến cắn ở đâu trong đó gì bác? Nó kiến cắn mì đó. Kiến cắn hán mà. Kiến cắn mì á. Kiến cắn hán. À là kiến cắn con hả? À. Ừ. À dạ dạ. À, từ từ con sẽ cái mày nghĩ vậy mà mày nói rồi. Con nghĩ hơi xa. Sao ai con kiến mà dám chui vào đó mày điên hả? Vậy thôi con sẽ bắt đầu lại. Leo lên tới đây là cháy rồi. Leo lên tới đây là ngộp cháy rồi. Thôi đừng có bàn sao nữa. Lúng sao? Dạ con sẽ bắt đầu lại. Lời đầu tiên. Tao nghĩ mẹ cho rồi. Thôi, mày bỏ đi, bỏ luôn đi. Thôi nghĩ đi vô luôn đi. Thôi, lời đầu tiên. Mày nói lời cuối cùng rồi mày đi luôn đi. À vậy lời cuối cùng à? Dạ. Thôi lời cuối cùng là mày đi luôn đó. À dạ hết luôn hả? Thôi khỏi nói đi. Kìa thầy mới về đó mở cửa đi. Mở cửa đi. Ờ đó có chừng hạt đò vô nữa đó.